Hello tất cả mọi người nha, mình là Bill Segui đây. Hiện tại á, thì cái firm bài của mình đang có đó chính là bài Hostile, Hypen và Steel Quẩy nha. Và đi chung với Pantheon, Zone, Set, V và Affiliate một sao nha mọi người. Ui trời ở đây rồi. Và đó là Set 2 sao siêu sao Hostile luôn nha mọi người á. Lên level 6 cái nào. Kẹp thêm Cassante vào nha, tướng 1 tiền 2 sao. Để kích luôn được một cái firm bài á, là 5 Hostile, 2 Pun và siêu quẩy luôn nha mọi người á. Ở ra 7.3 nha, khá là sớm luôn á chứ, tuyệt vời. Gặp lương công này level 6 á, với một cái firm bài là Disco, Tuyệt Sắc và ADM. Ui ôi, gần như là full 2 sao luôn mọi người á, nguyên sàn luôn á chứ. Ăn được mỗi con anh em ơi, con Gragas này là nó quá trâu rồi. Gragas nó hồi máu nè, đi chung với Disco hồi máu nè. Rồi bạch hồi máu nữa anh em ơi. Ôi đám mà không mất máu luôn mà. Và đó là chú thu hai trận rồi nha. Không sao anh em ơi, đi chợ nào. Có thì vàng không? Không có thì vàng rồi. Nó đại thôi anh em ơi. Đi chợ 2 chấm không có thì vàng, 3 chấm cũng là như vậy. Hơi xui nha. Tại vì khi mình chơi một cái firm bài Hostile á, thì đi chợ hoặc là đánh quái á, nó rớt ra trang bị ngon nhất luôn cho mình á. Đây chính là một cái thì vàng nha mọi người á. Để ăn chi, tại vì ấn Hostile á, ghép được từ thì vàng nha. Công thức ghép á, là đai lưng với thì vàng nha mọi người. Tại vì lúc đầu game á, nếu như mọi người có ấn Hostile từ sớm á, anh em sẽ kích hoạt được một cái firm bài 5 hoặc là 7 Hostile nha. Rất là sớm luôn á. Và nếu như anh em đủ may mắn đi, đủ ít nhất là 3 cái ấn Hostile nha, thì anh em sẽ kích luôn được một cái firm bài á, là 10 Hostile luôn nha mọi người. Phải gọi là siêu phẩm của siêu phẩm luôn á. Tại vì trang bị nè, rồi tiền nè, quà nè, rớt ra liên tội luôn mọi người ơi. Nhưng mà làm sao, tại vì lúc đầu game mới tận bây giờ luôn á nha, là mình cũng đang được cái combo lõi kim cương và vàng đang cực kỳ siêu phẩm luôn anh em ơi. Phải gọi là rất là ngon luôn á. Đầu tiên lõi vàng của mình đang có đó chính là nhỏ mà có vỏ nha. Nó giúp cho linh thú của mình chạy nhanh hơn tí á. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất á, đó chính là được hồi tới tận là 2 máu mỗi round nha mọi người. Và cái lõi thứ hai kim cương mới vừa lấy luôn nha mọi người, tên là đặt cả tính mạng nha. Nếu như mọi người qua vòng đó đúng không, mà còn trên là 40 vàng, nó sẽ cho mọi người là 3 vàng mỗi rau. Và cái quan trọng nhất nữa là được hồi thêm 2 máu mỗi rau nữa. Thì cộng dồn lại á, thì mỗi qua rau nha mọi người, mình được hồi tới tận là 4 máu linh thú nha, và được thêm 3 vàng. Đó là một lượng tiền lãi và một lượng máu thật sự rất là lớn luôn á. Và mình đang chơi Hostile nha mọi người, nó hủ nào. Và đó là một cái đai lưng nè, một cái kháng phép và một chút tiền. Cũng ngon, cũng ngon. Tại vì anh em đừng quên, cứ hai cái trang bị lớn đi, nó sẽ tương đương với một cái lọ kim cương á. Nhưng mà hai cái trang bị lớn nó phải là đồ đẹp tí nha anh em ơi, thì mới mạnh được. Chứ nếu như mà đồ xấu xấu á, thì phải ít nhất là ba cái trang bị lớn thì mới tương đương với một cái lọ kim cương nha. Mà nó hủ liên tục luôn anh em ơi, cứ 4 round được nổ 1 lần. Ở tầm đầu game á, nổ đồ nó hơi cuồng tí. Nhưng mà tầm giữa game như này nè, anh em ăn mạng nè, hoặc là mọi người thua đúng không, tích được rất là nhiều trái tim luôn á. Và đây là 5 Hostile nha mọi người, khá là bá. Nãy giờ toàn thu nguyên sàn không à. Nhưng mà làm sao, máu nhiều Verkler ra thoải mái luôn anh em ơi. Cứ cho mình thua đi, cứ cho mình thua đi là ok à. Một round hồi tới tận là 4 máu nè, mọi người nhìn nha, 52 máu à. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất á, là cái lõi thứ hai kim cương của mình đang có nè. Nó bắt buộc mọi người á, là phải hơn 40 tiền mỗi round thì mới được hồi máu nha. Và đó là 56 máu anh em ơi. Ác quỷ thật sự luôn á chứ. Bây giờ mà mình muốn kích được một cái firm bài là 7 Hostile á, thì lại hơi khó ăn chút. Ép real tướng 4 tiền level 7 á, thì kiếm nó khá là dễ rồi. Nhưng mà con kin kìa mới gọi là khoa đó anh em ơi. Cái đó là lý do mà tại vì sao á, mình còn ít nhất là một con Hostile từ lúc sớm. Để mình kích luôn được một cái firm bài là 7 Hostile của anh em ơi, thì trời ơi nó nổ hũ rồi thôi chứ. Ác quỷ luôn á. Ok, chủ thua 4 trận luôn rồi. Mà vẫn còn cực kỳ nhiều máu nha. Đấy, được hồi 2 máu nè anh em ơi, ngon lành thế nhờ. Tại vì cái lõi đầu tiên á, lõi vàng nha, nó phải là combat với người chơi, gọi là một cái trận đấu với người chơi á, thì nó mới hồi lại cho mình 2 máu. Còn lõi kim cương thứ hai á, thì chỉ còn là qua round qua vòng thôi nha mọi người. Dù là đánh quái nè, hay là đi với người chơi á, thì nó đều hồi lại máu cho mình nha. Là một cái lõi kim cương cực kỳ lỗi luôn á.
Nó không chỉ cho mình máu nè, mà nó còn cho mình tiền nữa. Ngại gì mà không bú vội. Kẹp đồ cho con Q này là luôn nha mọi người á. Ây da, mế cây thế nhờ. Lắp cho em nó một cái bàn tay công lý cũng như á là một cái huyết kiếm, nhưng mà lắp nhầm kìa. Cái đầu xanh rau muống thật sự luôn á chứ. Lắp nhầm cho cây xanh tê luôn anh em ơi. Mà bây giờ hết cây xanh tê một xe đó mà thay vào rồi. Nhưng mất một cái trang bị lớn luôn, cây thật sự luôn á. Ông này gần như là full 2 sao nha. Đi chung với Mordekaiser. Set đấm nổi không đây. Set đang cầm giáp gai, cuồng đao và một cái trang bị thần thoại của anh nha mọi người á. Ui sao con Mordekaiser này nó trâu dữ vậy. Đấm nó. Và đó là ok. Thằng nữa không? Ui lúc đầu tưởng thua 6 đứa anh em ơi, mà đánh qua đánh lại hồi thua có 4 đứa à. Cũng được. Rồi xoay bài tự động kìa. Đúng là lúc mà săn á thì nó sẽ không bao giờ ra cả. Còn lúc mà không săn á nha thì auto ra luôn mọi người ơi. Cay thật sự luôn á chứ. Lỗi bay là lỗi xoay bài tự động. Là một cái trường hợp phải gọi rất là hiếm có luôn á mọi người. Hồi trước mình săn á phải gọi là săn ỉ luôn á, nó mới ra được một trận á. Còn cái trận này mình chơi chiêu chiêu thôi. Chơi hồi máu nè, chơi hết tiêu chuỗi thua nè thì nó lại ra. Cay không? Không sao đâu em ơi. Tại vì mình đang có một cái con tướng 5 tiền Qna nha. Đây á, là một cái vị tướng 5 tiền. Nếu như mà nó ra sớm á, đép máu cực kỳ dễ luôn. Anh em xếp bài cho mình sao á, mà để cho nó đứng cạnh cơm bát cái thằng nào á mà có cầm trang bị lớn là ok nha mọi người. Tại vì mỗi lần mà nó xài kỹ năng á, nó sẽ đánh cắp một cái trang bị của tay bạn á và chuyển về cho tay mình. Đây mọi người nhìn nha. Đánh Gragas nè, ngon lành luôn á chứ. Một trang bị cho Kaisente nè. Ngon chưa? Cái nữa, hai trang bị cho Kaisente nè. Ngon lành cành đào luôn anh em ơi. Nó phải dùng kỹ năng vào thằng nào mà đang cầm trang bị nha thì mới được ha. Còn con Annie là cầm trang bị ánh sáng với lại là trang bị thần thoại con thì chịu rồi. Nó chỉ hắt được cái trang bị nào á mà là trang bị ghép được thôi nha mọi người ơi. Còn trang bị ánh sáng nè, trang bị thần thoại con này thì chịu nha. Nhưng mà đây á, là một cái vị tướng 5 tiền. Lúc ra đầu game sớm á, ồ đép máu dễ lắm. Nếu như mọi người muốn lắp đồ cho nó thì rất là dễ luôn. Chỉ cần lắp cho nó full dam được rồi. Full dam với lại là hồi phục là ok. Tại vì nó là tướng 5 vàng carry bằng sát thương vật lý á mọi người. Ấy da, ông này xoay bà một phát có luôn, lúc 3 sao luôn anh em ơi, ác quỷ chưa. Ủa đi chung với một cái phơm bài ADM luôn mà lúc 3 sao hai con luôn chứ đâu phải là một đầu. Ông này lên vật 8 hơn 30 tiền nha. Ê cái lõi kim cương thứ hai của ông này cũng là lõi hồi máu anh em ơi. Khổng lồ tí hon á. Cũng được nhận vàng với lại là cũng được hồi máu á. Cố lên, cố lên. Ê đã nhờ. Con Sona với lại là con Aphelios mọi người ơi. Được con Qna hắt cho hai cái găng. Thì không khác gì đội hình của mình được thêm 4 cái trang bị lớn cả. Sướng nhờ. Ảo ma thật sự luôn á chứ. Nó hắt găng luôn mọi người. Nó bóc đồ luôn mà cho hai tướng luôn á. Được 4 trang bị lớn. À, đếp mà cũng ổn á chứ bộ. Đây mọi người nhìn nha. Mình thua sắp mặt lợn luôn. Thua từ đầu game tới tận bây giờ. Chắc là thắng được tầm 2 trận á. Mà vẫn đang đứng gọi là gần top luôn á. Anh em thấy không, cái lượng máu của mình với lại là công top 4 á, nó không có chênh lệch quá nhiều. Nó không có chênh lệch quá nhiều. Công top 4 đúng không, chỉ cần thua đúng một trận thôi. Và mình thắng đúng một trận nha, là vị trí á, nó sẽ đảo ngược lại luôn nha mọi người. Và đường cái đội hình của mình càng chơi á, nó sẽ càng lên máu thôi. Mình không sợ. Ở đầu game như thế này nè, 4 máu á, là một cái lượng máu rất là lớn luôn. Còn về tầm round 6 chấm hay round 7 chấm á thì nó trừ máu hơi ghê. Nên là lúc đó nó cũng không biết xiên dây gì cho lắm anh em ơi. Úi ôi, có Sona nè. Nổ anh em ơi, một đống tiền này nha. Và đó là một cái Neko. Nice. Ê, Neko làm tướng 5 tiền 3 sao là hơi dễ luôn á anh em ơi. Tại vì ở mùa 10 này nè, mọi người đừng quên nha. Tướng 5 tiền á, nó chỉ có tổng cộng là 9 con trên một cái vị tướng 5 tiền thôi. Có nghĩa là mọi người phải bắt buộc roll đủ 9 con tướng đó ở trong cửa hàng thì nó mới ra được. Còn nếu như mọi người có một cái Neko thì nó dễ hơn đường tí. Một cái thì mình nghĩ là chưa đủ đâu anh em ơi. Tại vì đã ra được cái form bài hết steel này rồi á, mà còn combo hai lỗ kim cương nó hồi máu như này nữa, mà không có làm vài con tướng 5 tiền 3 star lại hơi tiếc nhờ. Thua là vẫn đẹp nha, nhưng mà thua ít thôi, thua sương sương thôi.
Ủa, kêu nó đang bự ta. What the fuck? Kyuna, ui nó xài một cái lần kỹ năng nên là ăn được con Vinh luôn á. Ê Kyuna một sao mà đam bự nha mọi người, gần 6k đam luôn kìa. Ác quỷ vậy. Mình sẽ vẫn tiếp tục tích tiền và lên level 10 luôn nha mọi người. Chứ level 9 á là nó còn hơi ít. Nói thật, level 9 ở mùa này á mà mọi người muốn roll tướng 5 tiền 3 sao á thì rất là khoai. Ít nhất phải level 10 cơ. Mình nghĩ là tầm này á là nên lắp hết đồ, chứ để đồ nó hơi phí. Đây cái đồ gì mình xài được là mình cứ tận dụng hết luôn nha mọi người. Chứ tầm này mà để đồ lại thì máu nó còn tụt nhanh hơn tụt quần nữa đó. Ok, còn một cái móng vuốt thôi. Gặp A đây mọi người ơi. Ông này mà có phơm bài. Ê ê, mời được cái sờ ngon này mọi người ơi. Kyuna hát đồ nè, cái sân tê một vuốt rồng ở đây mời. Kassante 2 vuốt rồng nè, Kassante 3 vuốt rồng nè, rồi chừng nào chết, rồi chừng nào chết, Tret 1 vuốt rồng nè. Cảm ơn bạn nha, bạn cho mình đồ nhiều quá bạn ơi. Quyền năng nữa nè, quyền năng nữa nè. Nó hài cốt nhờ đội hình gần như là full đồ luôn á anh em. Cái mẹo khi mà chơi Kyuna rất là dễ luôn á, mọi người chỉ cần xếp bài khi mà vào combat á, nó đứng cạnh hoặc là đứng sát nhất với cái thằng nào mà team bạn có cầm trang bị lớn nha. Nhưng mà cái trang bị lớn nó phải là trang bị lớn ghép được nha mọi người. Thì nó hát đồ thôi á, đã cũng đã luôn á. Anh em thấy không, hồi nãy combat á thì đội hình của mình nó đang không khác gì được thêm ít nhất là 6 hay là 7 cái trang bị lớn luôn á. Khá là ảo ma. Và nếu như mà team bạn có một cái vị tướng cầm ba cái trang bị lớn cùng lúc á thì con Kyuna này nó sẽ hắc ngẫu nhiên nha mọi người. Hắc ngẫu nhiên một trong ba trang bị đó. Hơn thì nó ra đồ đẹp thôi, còn xui nó ra đồ xấu anh em ơi, chịu rồi. Nhưng mà chỉ cần tướng nó có đồ thêm á thì nó không tăng cái này nó cũng tăng cái kia. Nó không tăng dép á nó cũng tăng máu, nó không tăng máu nó cũng tăng phép, kiểu gì có thêm trang bị nó cũng ngon anh em, chắc chắn là như vậy rồi. Mình đang rất là muốn lấy cái cuồng đao đi cho con Sona luôn á. Tại vì Sona mà tốc đánh đi chung với cuồng đao á anh em ơi, nó búp tốc đánh là nó carry cũng bị khét luôn á nha. Cũng hơi đã luôn á. Nhưng mà mình đang không có tách đồ mọi người ơi. Đang không có tách đồ, không có đập đồ luôn. À đây 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 đây. Xong rồi Akali ngon nè. Nhưng mà hơi khó nha. Nó bay rồi. Nó bay tôi biết ngay mà, nhưng mà còn Echo. Giáp lửa nè, tới bến luôn anh em ơi. Giáp lửa nè, cảm ơn bạn nha. Giáp lửa nè. Ôi mà Kyuna đem nó hơi đau quá anh em ơi. Carry hơi ác nha, carry hơi ác nha, carry hơi ác nha, what the fuck. Hơi mạnh luôn á anh em ơi. Ơi, ơi, thắng luôn đúng không hả? Ui, 6 cái đam với Kyuna một sao cầm ba cái trang bị lớn. Ngon lành cành đào April rồi. Nhưng mà thiếu kin, thiếu kin. Bỏ hai Kyuna vào luôn nha mọi người. Gấp đô canxi luôn chứ cái gì nữa. Đây mọi người thấy không, hồi nãy mình thua là sắp mặt lợn luôn á. Chắc là còn tầm 30 mấy máu thì phải. Xong rồi sau vài rồi combat thôi. Mình từ đáy xã hội mình lướt lên nha mọi người. Giờ đang 50 máu, gọi là ngang bằng luôn với công top 4 nha. Còn top 3 là thua chọn là mình thắng luôn á. Thuôn chọn là mình lên top 3 luôn anh em. Gặp A đây, ông này có cây in nè. Xây bài rồi lúc 3 sao hai con luôn nè. Hai Kyuna này mời, hai Kyuna này mời, đồ nó hắc kìa. Ui, một phát Yurik cầm hai trang bị lớn luôn. Ui, đã luôn anh em ơi, trang bị lớn quá trời luôn. Thắng là cái chắc rồi, gì nữa. Sao mà thua nổi. Mới vào combat luôn nha anh em ơi, mới vào luôn á. Thì con Yurik của mình không có trang bị mà nó quất từ một phát lên hai cái trang bị lớn luôn, đã thật sự. Ok, sắp nổ hũ rồi nha mọi người ơi. Bây giờ thắng liên tục 3 trận luôn rồi đó. Và đó là Deco ông anh em. Ước gì là một cái Deco hoặc là một cái ấn Hostile nha. Nhưng mà tỷ lệ nó ra hơi thấp thôi. Tại vì đây á là mốc 150. À đây rồi. Mốc 150 á thì có 20% tỷ lệ ra một cái sách chọn ấn nha mọi người. Và đó là ấn Hostile ông anh em. Chắc là mình sẽ đợi sang rau sau ha. Rau sau đi mọi người. Chứ mới ra cái rau này xong thì bán luôn rồi, tỷ lệ nó rớt ra hơi thấp. Mình phải xài một cái chích lõ.
Ông này level 8 với một cái form bài KDA. Ê, Neko đồ đẹp anh em ơi, Neko cầm găng đồ đẹp nha. Một cái găng, ngon. Giáp máu luôn nè, ngon, cảm ơn bạn. Giáp máu, ui, Thread bay giáp máu. Sona, Aphelios giáp máu luôn. Ôi, thank you bạn nhiều nha. Nhưng mà con Akali này lỗi vừa trời. Xôi ôi, thắng bại tại Kiuna. Má nó cho đồ tên mình chắc là full trang bị luôn á, đẻ thiệt. Lại tiếp tục không có hostile này em ơi. Kiếm con hostile khó thật sự luôn á chứ. Tướng 5 tiền là Illaoi với lại là Jihin. Không cái kin luôn à, lấy Illaoi về nha. Nói chung là tướng 5 tiền cầm huyết kiếm như thế này thì cũng ngon. Không không chơi thì cũng bán được. Với lại là huyết kiếm mà mình cho con Yorick cầm nó carry cũng ổn á anh em. Cũng ok phải đấy. Ok, liệu con hết tiêu không? Không có rồi. Không có anh em ơi. Ngắn cùi quá, chịu rồi. Lấy đạ rồi chứ mấy cái ấn kia mình cũng đâu có xài đâu thiệt. Không xài luôn anh em. Một là ra ấn hết tiêu, hai là không xài luôn. Ê mà tầm rao 5 chấm như thế này á anh em ơi, thì nếu như mà mình thắng á, nó cũng cộng cho mình rất là nhiều điểm nha. Tại vì bây giờ ăn mạng các kiểu á, nó cũng cộng nhiều điểm ác á. Ông này Jin Carry với Jack 3 sao luôn nè. Đang roll lúc 3 luôn anh em ơi, khá là đam mê. Nên mình xếp bài hơi sai nha. Đội hình của ổng ở hàng trên không có trang bị luôn anh em ơi. Ngoại trưởng dắt nè. Thắng nổ ông ta hơi khó. Hơi khó. Ui kêu né đam kìa. Được không vậy? Ui xếp đội hình nó có hơi lỏ mọi người ơi, nên thua nha. Tại vì kêu nên nó không hắt được trang bị á, nên không có hơn được người ta nhiều. Chỗ thuồng phát lên gần trăm số hả? Đẻ nhờ. Ơ đấy, mọi người thấy cái hũ này lát chưa? Mình tích được, nếu mà mình không nhầm á, thì ít nhất là 2 trận rồi nha. Mà nó ghi là số vòng giao tranh người chơi cho tới khi nhận thưởng á là 4 vòng. What the fuck? Tại sao? Bị lỗi ghê đúng không anh em? Combat nãy giờ ít nhất là 2 vòng rồi á, mà nó ghi là 4 vòng nó mới nhận được quà. Cay thật. Không sao mọi người ơi, ông này level 7. Ê, cảm ơn Eco nha, cảm ơn Eco nha. Đô về. Cảm ơn bạn nhiều. Xôi ôi quá đã này em ơi. Có Sojin hả? Có Sojin xài chơi đây em ơi. Trời ơi, Sojin này cầm Sojin luôn đã. Tiếp tục là trang bị nè. Đó, chỉ cần Kuna hack được trang bị lúc đầu game thì gần như là auto thắng luôn. Tại vì đội hình của mọi người được thêm nhiều trang bị quá mà. Sắp level 10 rồi hả anh em ơi. Đây, và mình từ đáy xã hội top 8, mình đang lần lấn lướt lên top 2 rồi đó anh em. Mặc dù á là mình thua, nhưng mà mình cộng máu nhiều Valor ra. Thế một ra được cộng 4 máu. Một cái lượng máu phải gọi là cực kỳ kinh khủng luôn á mọi người. Máu nó cộng nhiều ác. Ok, nó reset lại nè. Hồi nãy là 4 vòng, bây giờ 1 vòng nè. Mấy cái hũ này nhiều khi nó hiện, mình không có tính được luôn á này. Mình phải biết á là mình còn bao nhiêu vòng nữa là mình nổ hũ được. Để mình bỏ bớt cái hệ hostile này ra á. Nếu mà còn 4 vòng nữa mà đội hình nó sắp đi rồi á, hoặc là end game anh em ơi, thì mình sẽ bỏ bớt ra luôn. Mà nó không có hiện chính xác cái chứ, cay thật. Ok, roll tí nha. Ui, Yorick 2 sao luôn hả? Chúng tôi cần kill đó anh em. Thật sự là cần luôn á. Mà nó không ra chịu luôn. Mình phải giữ lại trên 40 tiền nha, để được hồi máu và cộng thêm tiền. Mình mà dưới 40 tiền nữa là nó không cộng nha mọi người. Nhưng mà rao sau nồi hũ nha, rao sau nồi hũ nha. Hũ hơn 200 số là cũng hơi xịn á. Này má, sắp đồ hình có hơi lỏ rồi. Ê, ngon này. Cảm ơn Kin luôn. Cảm ơn bạn. Không sao mọi người ơi, hiện tại là mình đang khá là out level luôn rồi. Ông mà level 8, mình level 10. Thì hơn ổng ít nhất là hai slot tướng. Thì cái việc mà mình chơi cái tướng 5 tiền 2 sao thôi á,
và hơn hai slot tướng là nó cũng đủ mạnh rồi. Ôi nhưng mà Kim siêu sao thánh ra dễ mọi người ơi. Ok nào hủ nè, được một cái trang bị thần thoại con, một cái trang bị lớn và một cái đập đồ Sona 2 sao lên luôn cho em nó nha. Ủa cái con Kim này ra xấu quá mọi người ơi. Nếu như mà lấy á thì mình sẽ không được móc 7 hết tiêu, khá là phí. Thôi bỏ nha. Nó ra Kim cho mình nhưng mà ra Kim siêu sao cay thiệt. Ra Kim siêu sao luôn mới đầu chứ. Đập đồ tí đi anh em ơi. Tầm này mình nghĩ là mình auto thắng luôn á. Khá là khó thu nữa. Khá là khó thu á. Tướng 5 tiền 2 sao không à. Số này nó trưởng ra. Cầm vừa là Sojin vừa là thánh kiếm Manamune. Gãy đàn phải gọi là tới chết. Ok và đó là chủ thắng 3 trận liên tục rồi nha. Ngon. Với lại là ở trận này mình muốn nuôi tướng 5 tiền 3 sao á, là mình cần phải kiểm tra rất là kỹ nha anh em ơi. Kiểm tra rất là kỹ luôn á. Lucian 2 sao luôn nè. Ông này mình thấy cái ông top 3 ông dành chơi tướng 5 tiền khá là nhiều. Hơi ráng. Bỏ bớt Lucian ra nha mọi người. Mình đang muốn là khi mà mình thắng á, mình thắng nó không quá đậm. Ui Sona 4 con Lucian 4 con nha. Có khởi sắc cái này mời, có khởi sắc nha. Bán bất Aphelios tích hơn 40 tiền nè. Gặp công top 2 luôn à. Đây mình đang dần top 1 luôn rồi nè anh em. Ông này ui ôi Yorick 2 con, Illaoi, Sona, Kyuna. Ây da, sao ổng bích những cái vị tướng 5 tiền mình đang chơi không vậy ta. Hơi khó cho mình đó. Ui kiếm súng quá trời luôn kìa mọi người. Đã quá bạn. Đã quá. Đồ không. Trang bị lớn không. Aphe cả bóc đồ luôn mà. Illaoi full đồ luôn mà. Ảo ma đá chưa. Ấn hết tiêu. Có không. Có thì vàng. Ê cũng được á. Cũng được á. Có thì vàng là cũng được á. Để mình kích luôn móc 7 hết tiêu mọi người ơi. Không có cần kin nha. Mặc dù con kin kia nhưng mà mình nghĩ là ấn hết tiêu này nó vẫn ngon hơn. Tại sao tí nữa mình có kin á, bỏ bớt được tướng 1 tiền 2 tiền ra, như là con Cassante hoặc là con Zone á, mình không thích chơi nên mình bỏ bớt ra thôi. Tại vì mình có ấn mà. Rồi con Q này là bỏ luôn nha mọi người. Q này nè, Yorick với lại là Illaoi là bỏ nha. Tại vì ông kia ông đang chơi rồi. Có kin nha anh em ơi. Ok và đó là được một cái form bài 7 hết tiêu rồi nè. Bán bất Cassante nha mọi người. Có ấn mà. Dít 2 sao nè, là luôn cho em nói nha. Như mình đã nói nha, khi mọi người chơi tướng 5 tiền 3 sao mà muốn nuôi á, thì nên phải loại bỏ tất cả những cái vị tướng nào mà đang có người chơi chung. Tại vì anh em scroll nó sẽ không bao giờ nó được 3 sao đâu, chắc chắn luôn á. Hãy chơi những cái vị tướng nào 5 tiền mà người ta không chơi cho nó dễ. Ok thắng đậm nha. Ui tầm này thắng rồi, trái tim lên quá trời luôn anh em ơi, cũng ngon phết. Cũng ngon phết đấy. Ê mà cái ông giành tướng này 5 tiền sắp đi rồi anh em. Không sao, mình đang còn nhiều tướng nuôi lắm, nhiều tướng lắm anh em. Như Lucian nè, rồi Zid nè, với lại là Sona nè, rồi Kin nè. Đang không có ai chơi cả nha. Mình sẽ nuôi thử ha. Mình muốn thua nha mọi người. Tầm này là mình muốn thua. Tại vì mình đang còn rất là nhiều máu luôn á. 73 máu ở round 6.6. Đó là một cái lượng máu khổng lồ. Tại vì lúc đầu nghe là mình thua ác luôn. Mình thua sắp mặt lợn luôn á. Bây giờ mình muốn thua tiếp. Còn nhiều máu quá mà. Em mà thua đẹp một tí nha. Thua xương xương đi nha. Thu nổi chúng ta mà hơi khó nhờ. Hơi khó để thu luôn á. Bỏ bắt tướng nữa. Ấy, được không? Hay quá bạn top 2 ơi, bạn thắng bịch được. Được mình này, ngon rồi. Đỡ được một round mọi người ơi. Nổ. Ui, tôi thích nhất là cái hũ này luôn á này mới. Tiền không là tiền. Nhất cái nách thật chứ. Tiền không mà tiền anh em ơi. Và đó là Kim 5 con rồi nha. Zin cũng đang không có ai chơi nè. Trời quá đã luôn á chưa anh em ơi.
tiền rất quá trời tiền luôn á. Phê. Với là mình nhìn không nhầm á, là nó rất là luôn ra cho mình là một con kim tướng 5 tiền nữa. Lên được kim 2 star luôn, không có cần phải roll. Phê. Ok, làm tiền. Có dít luôn nè, ui, dít ra nhiều nha, dít ra nhiều nha. Sona ra nhiều nha, được đó. Ờ, bán bớt nào ta. Bán Qna đi mọi người. Jin bỏ nha, tầm này nuôi Jin thì hơi trễ rồi. Mình đang nuôi Sona, mình đang nuôi dít với lại là nuôi Kin là đủ á. Ui, dít 6 con, Lucian 5 con. Đã luôn. Hồi nãy đồ hình của ông này thắng mình đúng không? Bây giờ thắng tiếp mà đẹp á. Ui, ông này cũng mạnh phết luôn á anh em ơi. Akali KDA 3 trang bị cực kỳ đẹp luôn. Với Eco 3 sao 2 trang bị lớn. Rồi Neko 3 sao 3 trang bị lớn đi chung với Kethus 2 sao 3 trang bị lớn luôn mà. Đồ hôm này vẽ đâu được nhiều thế nhờ. Đồ đúng nhiều luôn anh em. Khó hiểu thật sự. Mình chơi cái firm bài Hostile á thì khá là dễ hiểu rồi. Ông này thì đồ nhiều ác. Thắng được không? Hơi khó cho ông top 3 rồi. Đi rồi. Xôi xui vậy. Ui ra 7 chấm anh em ơi. Chọn đánh đúng lầy luôn á. Lucian 6 con rồi nha. Nhưng mà mình còn máu anh em ơi. Lầy được. Sona là 6 con nè. Chọn này lầy được anh em ơi. Mình nghĩ là mình sẽ cố gắng mình chay cối nha. Mình sẽ nổ hũ thêm một cái lần nữa. Mình còn nhiều máu mà ông top 2 này á cũng còn nhiều máu luôn, thế nó mới ảo. What the f. Mình đập một phát được ấn hết steel luôn nè. Vô lý nhờ. Nhưng mà phải là cần 3 cái ấn hết steel luôn nha mọi người ơi, phải cần 3 cái thì mới kích được một cái phơm bài là 10 hết steel. Nên là cũng không có ăn thua. Tiếp tục là thua rồi đó. Ông này mạnh vờ lờ luôn á, thiệt. Nguyên sàn luôn nè. Mạnh ác luôn á anh em. Còn 3 sao không mà đồ hình chuẩn đấy chứ. Mà mình không hiểu tại sao á mà trang bị ông này đâu ra mà nhiều vậy luôn á. Akali full đồ, Eco, Neko, Arika thích full đồ hết luôn á anh em. Kin 6 con nè. Zid 7 con nha. Sona 7 con luôn nha mọi người ơi. Tầm này là phải roll vội rồi đó. Kin luôn nè. Kin 7 con luôn nha anh em ơi. Ron xui dữ vậy. Ai da từ nha. Có Sona nha mọi người ơi. Chắc là mình bán Lucian á. Tại vì Lucian với lại là Illaoi á đều đang bằng tướng cả mọi người ơi. Đều là 6 con á. Ui đây rồi, Illaoi 7 con. Ok, quyết định đúng đắn nha. Còn máu anh em ơi. Thoải mái luôn. À, mà thua có hơi đậm á. Bây giờ toàn thua nguyên sàn không anh em ơi. Cố thêm con đi được không? Cố, ok, được thêm con nữa mọi người ơi. Thua 1 2 3 4 5 6 qua. Ok, 17 máu anh em ơi. Rao sao là bắt buộc phải thắng luôn á. Sona của mình đang 8 con rồi nha. Ê, cái Illaoi nè. Cái Illaoi anh em ơi, bú vội. Ok, 8 con Illaoi nha mọi người ơi. Kiểm kê lại á thì Kin 7 con, Sona 8 con, Illaoi 8 con và Zid là 7 con nha. Ron thôi. Lỡ nào. Xui thế. Ai da. Hơi nhức cái nách đó này mời. Chẳng là thắng nổi chúng ta. Tại vì chọn này là phải thắng anh em ơi, phải thắng luôn á. Thu với 19 máu ở round 7 chấm như này là chắc chắn thu luôn á nha. Mình nghĩ là mình cần phải lắp đồ vội đó anh em ơi. Ok, đồ hình gần như là full tướng 5 vàng 2 sao và vẫn đang chạy cố với 7 hết steel nha. Tại vì nốt round này á là mình sẽ được nổ hũ rồi. Sổ rôn xui thế, có kìa. Uầy. Ây da, tướng 5 tiền mùa này roll khó gì. Ok, thắng đường rao. Ui, đánh tới gần rao 8 chấm luôn rồi mọi người à. What the fuck. Ok, roll luôn. Nổ hũ, một đống tiền nè. Một cái Neko nữa nè. Ô, sờ kê. Và đó là hai cái Neko luôn nha mọi người.
Đây rồi, zip 8 con rồi đó. Sona 3 sao, ok. Lên nữa không? Không lên là phải Neko anh em ơi. Ok. Thế thì Neko thôi, zip 3 sao. Eloy 3 sao, nice. Và đó là ban tướng 5 tiền 3 sao luôn anh em ơi. Còn Kein thì mới có 7 con à. Trời ơi, trang bị sáng quá trời luôn á chứ. Trang bị thần thoại con cũng quá trời luôn á chứ anh em ơi. Mạng cái đôi nhãn liền. Uầy, nhức nát thật sự ạ. Ui, đã này mơ, chưa thua luôn nè. Được quải thêm rau nữa. Ê, cái này đánh quái á, mà nó rớt ra cho mình được thêm một cái Neko nữa rồi đã nha. Lên được King 3 sao luôn á mọi người. Mọi người thấy cái sự hủy diệt của cái combo lõi nhỏ mà có vỏ hồi 2 máu mổ rau, và cái lõi kim cương đặt cả tính mạng hồi 2 máu mổ rau chưa. Một rau được hồi tới tận là 4 máu nha. Và còn đi chung với hết tiêu chuỗi thua nữa. Thì ai mà chịu nổi đây mọi người. Nó cứ nổ hũ liên tục luôn. Đồ này, tiền này, tướng này nó ra hoài luôn á. Thở oxy liền chứ. Ok, run nốt thế nào. Kein bay không. Mùa này run tướng 5 tiền bay sao đúng khó luôn á thề. Tỷ lệ run tướng 5 tiền của mình á đang là 25% nha mọi người á. Ui ôi, 8 con. Nhìn nó trêu người chưa. Nó ra đúng 8 con là nó ngừng mà nó không ra nữa luôn á. Ok, ông sao này em ơi. Ơ, ba cuồng đao nè. Lắp luôn ba cuồng đao cho em nó thử. Ok, Illaoi ba cuồng đao luôn anh em. Dít cầm gắn ánh sáng và Sona đang cầm trang bị siêu hồn mana luôn. Mạng nhãn liền và ok. GG tất cả mọi người nha, và tạm biệt anh em. Bye bye. Chào tất cả mọi người nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách thức mọi người có thể mua hàng ở trên website biosegistore.com của mình. Link của mình đều có để dưới phần mô tả cũng như là phần bình luận rồi nha mọi người. Nhưng mà trước khi mà vào cái phần hướng dẫn thì mình cũng đang muốn giới thiệu tới với mọi người một cái event đang diễn ra ở bên cửa hàng của mình. Đó chính là khi mọi người mua bất kỳ một cái đơn hàng nào trị giá trên 600.000 đồng nha, được tặng kèm thêm một cái vật phẩm trang trí đeo bàn nè, để tủ nè, hoặc là để kệ nha. Đấy, miễn phí luôn nha em ơi. Một cái vật phẩm độc quyền ở bên đó cho chân lý luôn. Đây, kích thước, chất liệu hoặc là công dụng mọi người có thể tham khảo thêm ở đây, và số lượng có hạn nên mọi người hãy nhanh tay lên nào. Và cũng có rất là nhiều anh em hỏi mình là ở trong mùa thu mùa đông này mình có bán thêm áo hoodie, áo sweater hoặc là áo khoác hay không. Thì đây, mình về thêm một đống hàng mới luôn đây mọi người. Anh em cứ vào mà lựa chọn. Giả bộ mình thấy cái này uầy đẹp quá đi, thì mình bấm vào đúng không? Mình bấm chọn size nè, mình bấm chọn sản phẩm hoặc là số lượng nè. Đấy, anh em bấm thêm vào giỏ hàng nha. Và sau khi thêm vào giỏ hàng thành công rồi nếu như mọi người muốn mua tiếp thì anh em cứ lướt và anh em cứ thêm vào tiếp thôi. Còn không thì anh em cứ bấm vào giỏ hàng nè, anh em bấm tiến hành thanh toán nè. Và ở đây nó sẽ hiện ra những cái thông tin như là họ và tên các kiểu hoặc là địa chỉ giao hàng á. Mọi người cứ điền đầy đủ cho mình là được rồi ha. Ở đây là thông tin ghi chú nha mọi người. Anh em muốn giao ở thời gian nào, giao ở đâu hoặc là hướng dẫn giao hàng chi tiết á thì anh em cứ bấm ở dưới đây nha. Còn ở trên này nè, nó sẽ là một cái phần quà được tặng kèm theo mỗi khi mọi người mua bất kỳ một cái đơn hàng nào ở bên cửa hàng BNU Store của mình. Anh em cứ nhấp vào đây nha. Nó sẽ có rất là nhiều cái mẫu móc khó luôn, như là Timo Tí Nị nè, Giêsu Chiến Binh Rồng hàng hiệu nè, rồi móc khó Irelia Thánh Kiếm Tí Nị nè, vừa mới cập nhật luôn nha mọi người. Và cùng hàng loạt những cái mẫu bốc khóa mới. Đấy, đẹp chưa. Và ở đây nó sẽ có hai hình thức thanh toán nha mọi người. Một là chuyển khoản ngân hàng, còn hai là thanh toán khi nhận hàng nha. Và sau khi mọi người đã đọc hết rồi và đồng ý, anh em cứ bấm vào tích vào ô này nếu bạn đồng ý và bấm đặt hàng thôi. Thế là xong rồi nha. Còn nếu như mọi người muốn tư vấn thêm về size hoặc là mọi người muốn tư vấn thêm về bất kỳ một cái điều gì anh em cứ bấm vào cái dấu chat ở phía dưới này nè. Đấy, sẽ có nhân viên của mình trực 24/7 luôn để mà trả lời tất cả mọi thắc mắc của mọi người nhé.